Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Chelsea với Arsenal 19 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2022, vòng 15 ngoại hạng Anh. Sau khi thành tích bất bại dưới thời Graham Potter bị chặn đứng bởi trận thua tan nát 4-1 trước Brighton, Chelsea đã ngay lập tức trở lại bằng thắng lợi nhẹ nhàng 2-1 trước Dinamo Zagreb trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Mặc dù vậy, chiến thắng ở một trận cầu chỉ còn mang tính chất thủ tục, rõ ràng không mang quá nhiều ý nghĩa và có lẽ cũng chẳng phải hành trang đủ vững vàng để Blues bước vào trận derby thủ đô London gặp Arsenal vào cuối tuần này. Trên thực tế, Chelsea sau sự khởi đầu mỹ mãn dưới thời Graham Potter đã bắt đầu có dấu hiệu chệch choạc. Tại ngoại hạng Anh, thất bại đáng xấu hổ trước Brighton đã là trận thứ 3 liên tiếp Chelsea không thắng. Ở hai vòng đấu trước đó, Chelsea đã chia điểm với Brentford trong một ngày thủ thành cái pha thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua không tưởng, rồi sau đó để Man United cầm hòa đúng vào những phút bù giờ cuối cùng. Đáng lưu ý, chiến thắng trước Dinamo Zagreb cách đây ít ngày đã đánh dấu chuỗi 4 trận liên tiếp để Blues không thể giữ sạch lưới. Bên cạnh dấu hỏi về mặt phong độ, đội chủ sân Stamford Bridge còn phải đối mặt với bài toán nhân sự vô cùng nan giải. Dưới hàng thủ, sự trở lại của Koulibaly là không đủ mang đến sự an tâm cho các True Blues khi Ben Chilwell vừa chính thức gia nhập nhóm bệnh binh cùng với Reece James, Wesley Fofana và kế bạc. Ở tuyến tiền vệ, nếu như Kanté chưa hẹn ngày trở lại thì khả năng ra sân của Kovacic vẫn bỏ ngỏ. Không có phong độ tốt lại thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Chelsea mất điểm hay thậm chí là trắng tay trước người hàng xóm cùng thành phố. Luận điểm trên càng được củng cố bởi Arsenal vẫn đang duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc. Cần biết, thất bại chấp nhận được trước PSV ở lượt đấu thứ 5 vòng bảng Europa League mới là trận thua thứ 2 và là trận thứ 3 không thắng của Arsenal sau 19 lần ra sân ở mùa giải năm nay. Về mặt lực lượng, huấn luyện viên Mikel Arteta cũng có trong tay đội hình gần như mạnh nhất. Ngoài ra, thành tích bất bại tại Stamford Bridge trong 3 mùa giải gần nhất 2 thắng 1 hòa cũng là nguồn động lực rất lớn cho Granit Xhaka và các đồng đội. Còn nhớ ở chuyến du đấu trên đất Mỹ mùa hè vừa qua, họ thậm chí đã hủy diệt Chelsea 4 bàn không gỡ. Rõ ràng chẳng phải ngẫu nhiên mà giới nhà cái lại ra kèo đồng banh, điều chưa từng xảy ra trong các trận derby London giữa hai đội tại Stamford Bridge kể từ năm 2005. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà sẽ giúp các cầu thủ Chelsea tiếp thêm sự tự tin. Ở kèo châu Á là đồng kèo, anh em cân nhắc Chelsea. Chốt kèo châu Á, đồng kèo chọn Chelsea full time. Khách quan mà nói, Chelsea dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Graham Potter vẫn đang đi đúng hướng, bằng chứng là họ đã giành vé vào vòng knockout Champions League với tư cách đội nhất bảng và hiện đứng thứ 6 tại ngoại hạng Anh, kém vị trí thứ 4 của Newcastle 3 điểm nhưng lại thi đấu ít hơn một trận. Tuy nhiên, vấn đề là Chelsea vẫn đang trong quá trình xây dựng lối chơi và chưa tìm ra được một bộ khung ổn định. Trái lại, niềm tin tuyệt đối của ban lãnh đạo Arsenal dành cho Mikel Arteta đang được đền đáp một cách xứng đáng. Sau 12 vòng đấu, Arsenal mới đến rơi vỏn vẹn 5 điểm và đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Không chỉ cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự 11 bàn thua, De Gunners còn tỏ vô cùng bùng nổ ở mặt trận tấn công 30 bàn thắng. Tuy nhiên, với sự kỳ dơ cũng như thi đấu trên sân khách, điều này sẽ gây không ít bất lợi cho Arsenal. Với kèo châu Âu, anh em cân nhắc đội chủ nhà. Chốt kèo châu Âu, Chelsea thắng. Với tham vọng giành chọn 3 điểm để bảo vệ ngôi đầu bảng, Arsenal có lẽ sẽ không ngần ngại trình diễn lối chơi tấn công quen thuộc. Ở chiều ngược lại, Chelsea đương nhiên sẽ không chấp nhận chịu trận khi mà họ cũng đang rất khát điểm để bám đuổi top 4. Cùng với việc hàng thủ của Chelsea thời gian gần đây đang tỏ ra thiếu chắc chắn không thể giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp, nhà đầu tư hoàn toàn có quyền trông chờ vào một trận cầu mãn nhãn và đầy ắp bàn thắng. 8 trên 10 trận derby London gần nhất giữa hai đội đã khép lại với tối thiểu 3 lần lưới rung. Tuy nhiên, trước một đối thủ mạnh, nhiều khả năng Chelsea sẽ chơi thận trọng lối chơi mà họ đã từng chơi với Man United. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn xỉu full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, đồng kèo chọn Chelsea full time. Kèo châu Âu, Chelsea thắng. Kèo tài xỉu 2.5 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Chelsea 1 Arsenal 0. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.